Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách thay đổi nền cho hình này Thì mình nói trước là khi mình thay nền Chứ không phải là mình tết tóc hay tách lông Nhưng bạn cứ nghĩ sai lầm là phải tách hết từng sợi lông này ra Sau đó đưa qua một nền khác Thì bây giờ mình sẽ dừa vào bắt rau và mình làm Miền Mì sao nó quá đẹp là ok Mình nói tiếp nữa là có rất nhiều cách làm khác nhau Không phải dùng một công thức chung Thì đây là một trong những cách làm Bạn nào chưa biết thì tham khảo thêm bạn nào biết rồi thì bỏ qua trước tiên mình có hình chú chó này và một cái bắc rau như thế này à, rau này mình muốn cho nó nhoe chút xíu cho nó đẹp nghe đó mình muốn cho nó nhoe chút xíu như thế này mình sẽ đưa chỗ chó này qua Trước khi làm, mình nên đặt ra câu hỏi là mục đích mình làm gì? Thì mình trả lời mục đích của mình là mình sẽ thay cái nền ở dưới này. Thay cho cái nền trắng, nền sáng này. Ok. Cách làm như sau. Đầu tiên bạn sẽ copy cho mình hình chủ chó này. Một layer nữa. Mình để ở dưới nha. Khi nào mình cần thì mình sử dụng lại. Giờ bạn nhấp đôi vào layer nó ra cho mình một bảng Layer style trong phần Layer style này bạn chọn cho mình phần blending option bạn chú ý ở phần này đây có phần ít Layer thì mình sẽ sử dụng phần dit Layer này để mình test cái nền này, này ra giờ mình sẽ giải thích cái thanh màu đen ở bên trái này nếu mình kéo qua phải thì chỗ nào màu đen nó sẽ bị mất còn thanh bên phải chỗ nào màu sáng hoặc màu trắng nó sẽ bị mất nếu mình kéo qua trái Thì nếu như thế này Bạn thấy ở à, phần ngoài này Nó tương đối là đạt được yêu cầu mình Nhưng mà nó sẽ bị mất rất nhiều chi tiết Và ở dưới này Nó không được mượt ma và sơ lắm Thì bạn có thể nào kéo theo kiểu này Mà bạn kéo như sau Bạn giữ cho mình phím internet Và bạn thấy này khi mình kéo nó sẽ Mất nhưng mà mất một cách từ từ và sự mụt hơn Bạn kéo thêm cho mình phía bên phải này Qua trái Nó sẽ mất nhiều hơn Đó Và giờ mình xem xung quanh này Bạn thấy Ở đây có những sợi lông nhưng mà nó màu trắng Bạn chọn cho mình chế độ hoa tròn Multi light để mình loại trừ màu trắng này Và giữ được màu tối nha Bạn chọn cho mình Multi light Giờ bạn xem, ở đây mình đã có những sợi lông Nhưng mà mình thấy nó vẫn chưa sâu mụt lắm Và nó còn bị mất nhiều chi tiết Thì bạn điều chỉnh hai thanh này Làm sao cho nó nhiều chi tiết hơn Và sâu mụt hơn Bạn thử kéo thanh này qua phải lại nhé Mình để lại Đó Thanh này mình kéo qua phải luôn Mình chỉnh sao cho nó phù hợp nghe. Rồi, thì như thế này bạn thấy nó sơn bụt rất nhiều. Mình ok. Vấn đề ở đây là xung quanh này mình giải quyết được rồi. Nhưng phần ở giữa này, mình thấy nó bị mất nhiều. Thì mình sẽ lấy lại, lại nha. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký bấm chuông nha. Xin cảm ơn anh em. Rồi, khi mình có phân mặt ở trong này rồi mình sẽ kéo hình dưới này lên bạn chọn cho mình phải lấy cho mắt để mình chạy bên ngoài đó bạn thấy ở đây mình đã lấy khuôn mặt nhưng mà phía xung quanh này nó không được số một để hoa trồn với cái hình ở dưới Thế bạn chọn cho mình window Proty. bạn kéo phay này qua bên phải khi nào thấy phù hợp là ok rồi Bây giờ mình so sánh chút xíu nha. Hình này ban đầu này và đây là kết quả. Tiếp theo mình sẽ xử lý xung quanh này chút xíu này. Bạn thấy đây có một cái ngẫn này. Nếu mình kéo cao quá thì ở bên này nó mất nhưng bên này nó sẽ mất chi tiết Như cái lóng này luôn. Còn khi mình kéo tương đối thì lóng này nó sẽ giữ lại được. Thì bây giờ mình ăn gian, mình chọn lấy giới này, mình xóa phần xung quanh này đi. Thì nó sẽ có kết quả như ta mong muốn. Đây là lý do vì sao mình nói anh em á là phụ thuộc vào bắc rau để mình tách nên cho nó phù hợp. Chứ không phải là cứ tách ra từng sợi lóng và đem qua không được đâu. Đó. Thì mình sẽ chọn chữ E. Exoton. Và bạn xóa phía ngoài đi. Hoặc là bạn có thể dùng laser mắt. Bạn chọn chữ B bò. Và bạn xóa bên ngoài. Màu đen lên trên ngay. Để mình xóa bên ngoài này. Đó. Mình ăn dán cho xíu ngay. Rồi, thì bạn thấy này. Bây giờ một sợi lông tơ rất nhỏ mình vẫn lấy được. Đó, thì hình ban đầu nó như thế này. Và bây giờ nó ra như thế này. Bạn thấy nó lấy được từng sợi lông tơ này. Đó. Rồi bài của mình chỉ như vậy thôi. Chúc anh em thành công. Anh em nhớ like, share, comment và đăng ký kênh. Bấm chuông ủng hộ mình. Xin chào anh em.